Xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc. Em Liễu ở Cao Bằng. Hôm nay là phiên bán Lan ngày 19 tháng 4 năm 2022. Em lại bán hàng, mong nhận được sự ủng hộ của cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn có thể liên hệ đặt hàng với em bằng cách gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại 0989 037 668 hoặc là nhắn tin vào số điện thoại em vừa mới cung cấp. Cô chú cũng có thể kết nối Zalo để liên hệ đặt hàng với em bằng cách kết bạn với em theo số điện thoại em vừa mới đọc ạ. Trước tiên em xin được chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi chiều tối vui vẻ ạ. Sau đây em sẽ bán một ít lan. Trước tiên em sẽ bán chậu tuyết ngọc này ạ. Hiện đang hoa nhá các bác. Những chậu này thì em sẽ xé vé bảo hành luôn nhé, tại vì nó đang nở hoa tại chậu rồi đấy ạ. Đây là chậu tuyết ngọc số 1, cây rất là to nhé các bác. Chậu này cây rất là to. Chậu này gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó tầm 10 thân, với lại nó có những cái măng như thế này nữa nhá. Đây. Chậu này em bán với giá là 1.500.000 nhá. Đây, chậu cây rất là to, đây là chậu số 1 nhá. Hoa tại chậu luôn ạ. Các bác lấy thì em sẽ gói cả chậu đi, các bác được chơi hoa luôn nhá. Đây là một mặt hoa đột biến của dòng Lô Hội Kiếm nhé các bác. Lô Hội Kiếm thì có rất là nhiều mặt hoa đột biến. Em giải thích bởi vì là có nhiều bác vừa mới tập chơi hôm nọ các bác hỏi ấy. Đây, tuyết ngọc kiếm ạ. Đây, nó nở mấy hôm nó chuẩn bị tàn rồi. Đây. Bây giờ các bác chỉ cần bỏ ra mấy trăm hoặc là hơn triệu, các bác đã có thể lấy đi một chậu hoa nó có sẵn hoa để các bác chơi, tưới nước cho nó thôi. Nếu mà các bác nào chăm tách chiết thì sang năm sẽ có một vườn luôn. Vì cây này nó đẻ rất là khỏe, đẻ như gà ấy. Đây là chậu tuyết ngọc số 3. Chậu này em bán với giá là 1.200.000 nhá. Đây, hoa tại chậu, hai vòi hoa luôn ạ. Chậu này em đếm là tầm độ 9 tép. Đây, 1.200.000 ạ. Đấy là chậu số 3. Tiếp theo đây là chậu tuyết ngọc số 2 này. Đây nhá, hoa tuyết ngọc nó vừa mới nở đấy các bác, vừa mới nở hoa nó sẽ rất là trắng đẹp nhá. Tuy nhiên là sắp tàn thì nó sẽ chuyển vàng nhá. Dòng Lô Hội Kiếm đặc trưng của nó là như vậy. Đây, em cũng có một chậu như thế này. Chậu này em bán với giá là 1 triệu nhá các bác. Nó gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tầm 9 hoặc là hơn nhá. Đây, chậu này cái thân mẹ của nó hồi trước là bị rệp, tuy nhiên là đã xử lý con nó lên ok nhá. Đây, toàn bộ Lô Hội thì là láng hết nhá các bác nhá. Đây, hoa tại chậu luôn, đi các bác được chơi hoa luôn ạ. Đấy là chậu số 2. Tiếp theo em sẽ chia sẻ với các bác một chậu xanh Huế sần nhá. Đây ạ, hoa của vườn em nở đấy nhá các bác. Đây, mặt hoa của cây sần như này nhá. Hoa chính chủ luôn ạ. Một chậu gồm có hai thân như thế này em bán 600.000 nhá các bác. 600.000 ạ. Nếu mà các bác lấy một tép thì em sẽ tách cho nhá, 300.000 một tép. Đây. Nó là hai cây trưởng thành nhá. Lá nó tầm độ 3 sen ạ. Cây nó thì cao hơn hai găng tay của em như thế. Đây. Chắc tầm hơn 40 một tí. 300.000 một tép nhá các bác. Tiếp theo là vàng Tây Ninh ạ. Em có một chậu vàng Tây Ninh sần muốn chia sẻ với các bác với giá là 250.000.
Đây là mặt hoa vàng tên Ninh Sần, vàng tên Ninh nở vườn em nhé các bác. Riêng cái kiếm thì hoa sần hoa láng nó cũng như nhau hết, chẳng qua là sần thì nó cái mặt lá nó trông không được đẹp nữa vậy thôi. Đã, em sẽ viết chữ vào lá để bảo hành mặt hoa cho các bác không được cạo đi nhé. Khi các bác lấy cây của nhà vườn em bán đi thì trong quá trình các bác tách chậu thì các bác hãy quay video và liên hệ với em để em bảo hành nhé. Ở đây chậu vàng Tân Ninh đấy ạ, lá nó to đấy. Này chắc là nó tầm hơn 4 đây. Cây nó nhìn kỹ mà thấy sần đấy nhá. Thật ra lá nó rất là đẹp. Đây em ươm nó lên con rồi nhá các bác, nó gồm có một con đây ạ. Hai con đây ạ. Ba con đây ạ. Đây cái vòi hoa nó nhá, nó đã nở hoa ở nhà em rồi. Đây các bác lấy về sẽ có một chậu để chơi luôn, là nó đã có ba con sẵn rồi nhá. Đây con nó cao tầm này rồi này. Nên là em bán chậu này 250.000 nhá. Gói cả chậu cho các bác thì mua cái thùng xốp thì cũng mất 30.000 rồi. Thành ra là các bác đừng mặc cả nữa. Vì là coi như giúp đỡ em tiền nuôi con nhỏ. Đây nhá, chậu vàng Tây Ninh Sần 250.000 có ba con luôn nhá. Tiếp theo là em sẽ bán hai chậu vàng cánh bò Hải Phòng nhé các bác. Vàng cánh bò Hải Phòng hoa nở vườn em đẹp, tại vì là ở năm nào cũng thế, tuyết ngọc với lại vàng cánh cong với lại mặt hoa khác nó sẽ nở trước. Bây giờ vàng cánh bầu nó đang chuẩn bị nở, tí nữa em chia sẻ thì là các bác sẽ có chậu là đang nụ, các bác đi thì sẽ được chơi hoa nhé. Đây ạ, chậu này nó gồm có 1, 2, 3, 4, 5, cả thân già nữa là 6. Đây, cái tính là 5 thân với một cái măng như này. Đây là có mầm ở đây nữa đây. Nó đang có nụ ở trong này. Đây nhá, các bác về sẽ được chơi hoa luôn nhá. Nó có nụ sẵn rồi ạ. À, chậu này em bán 500 nghìn cho bác nào lấy đi chơi nhá. Cây là láng. Tiếp theo đây là một chậu vàng cánh bò Hải Phòng nữa. Chậu này nhiều cây. Lúc này em đếm tầm tầm trên 13 cây. Đây chậu này em bán 1 triệu 500 nghìn nhá. Đây các bác lấy về chơi hoa xong là tách ra là được một vườn luôn. Có hơn triệu bạc thôi, bây giờ là rẻ bèo nhèo luôn. Tiếp theo em bán một chậu trắng tam kim của Nguyên Bình Cao Bằng đây ạ. Chậu này em bán với giá là 1,5 triệu, gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thân. Đây 1 triệu 500 nghìn nhá. Hôm nọ nở vườn em quay lên quay xuống mấy lần rồi đây các bác. Hoa tam kim ấy. Để em xem ở cái máy này em có lưu không? Em lại lưu ở cái máy em đang quay. Em không lưu ở máy này. Bác nào muốn mua thì có thể liên hệ với em qua Zalo để em gửi mặt hoa sang cho các bác nhé. Em có một chậu xanh rẻ quạt của Thái nữa. Cái này hoa nở vườn em rồi nhưng mà em không biết là em lưu ở cái máy nào. Nên là bác nào lấy thì liên hệ Zalo em sẽ tìm mặt hoa gửi sang nhé. Chậu này đang lên con rất là đẹp này. Đây. Nó gồm có một thân, hai thân, ba thân, bốn thân. Bốn thân chậu này em bán 250.000 nhá. Em sẽ gửi cả chậu cho các bác luôn. Đây ạ, xanh rẻ quạt nhá. Bảo hành mặt hoa nhá. Tiếp theo em sẽ bán xong dược liệu ạ. Xin lỗi các bác nhá, em đang cả quay hoa mà em quên mất chưa quay hết. Ở đây là giò hoàng lạp nhá các bác. Đây ạ, giò hoàng lạp này em bán 200.000 nhá. Nó đang hoa đây ạ. Đây nó như này nhá các bác, 200 nghìn ạ. Các bác lấy về có thể được chơi hoa luôn nhá. Nó đang hai vòi hoa đã nở
Một vòi ở đây thì là có một bông thôi, tổng là có 3 vòi với một vòi này nữa là 4 nhá. Đây là vòi nụ các bác về sẽ được chơi hoa nhá. Đây cái dừa này em ghép rất là to nhá, rất là nhiều ạ, 200.000 ạ. Tiếp theo em có một ít kiếm tách ra rồi nhá các bác. Ở đây là vàng cánh bầu Hải Phòng ạ, gồm có 5 thân, em bán 400 nhá. Đây, bởi vì là nó có 2 thân nó hơi già một chút đấy, 5 thân em bán 400 thôi nhá. Các bác lấy đi làm giống rất là ok nhá. Đây ạ, con nó phát triển rất là tốt đấy nhá. Đây, nó đã bắt đầu đẻ được rồi, cây trưởng thành hết. Đây là hình số 3, 400.000, vàng cánh bầu Hải Phòng này. Vàng cánh bầu Hải Phòng số 2, đây ạ, 120.000 một mẹ một măng nhé các bác. Đây, cái dòng lô hội này thì cây nó nhỏ thôi nhé các bác, nó chỉ tầm này thôi. Đây, nó hơn 2 găng tay của em, đây lá nó cũng to tầm này thôi nhé. Các bác nhìn thì cũng tưởng tượng ra nhé, không mà lấy đi thì lại nghĩ là cây nó to, xong lấy đi nó không to ấy, thì lúc kia các bác lại hụt hẫng ấy. Đấy, nó tầm này thì nó đã nở hoa, nó đã trưởng thành rồi nhá. Vàng cánh bầu Hải Phòng số 2 này 120.000 này. Tiếp theo là tuyết ngọc em đã tách ra sẵn rồi. Đây, cái nó hơi mất nước vì là nó đang phải có hoa như này nữa. Nó dồn này, ôi dồi, kiến. Đây hình này em bán 200.000 thôi nhá. Đây là hình tuyết ngọc số 1 này. Tiếp theo là bicolor đột biến mặt hoa, hôm nọ em có quay lên đấy các bác. Nó có môi hồng của môi hồng nhá, bicolor môi hồng con tum. Đây thân này em bán 150.000 thân tơ nhá. Tiếp theo là vàng quang hanh. Vàng quang hanh cái này có hoa tại ngồng luôn nhưng mà nó đã hơi héo rồi, 3 thân. Đây. Những cây nào đã hoa thì có cả vòi hoa đi thì không bảo hành nữa nhá các bác, sẽ về bảo hành luôn vì nó đã ra hoa như này rồi, mất thời gian của các bác. Vàng quang hanh đây hình này em bán thôi bán 300.000 nhá, 3 cây liền. Đây. Hôm nọ em bảo 400 nhưng mà tại vì là nó em cắt ra nó hơi mất nước rồi. Đây một thân tuyết ngọc này, một thân vàng cánh bầu Hải Phòng này, với lại tặng mấy thân già của bicolor môi hồng con tôm này nữa. Đây một lùm như thế này là 200.000 nhá các bác. Tiếp theo em sẽ bán xong đồ ngâm rượu nha các bác. Đây là cốt tỏi bổ tắc kè đá em đã phơi khô rồi nhá các bác, 150.000 một cân ạ. Đây là tắc kè đá dẹt nhá. Tiếp theo là củ bình vôi để các bác làm thuốc ạ. Củ bình vôi em đã phơi khô rồi nhá, thái lát ra từng miếng các bác có thể lấy đi hãm hoặc là tán ra thành bột để dùng nhá. Tiếp theo là hoa đu đủ đực. Hoa đu đủ đực ạ, em bán là 600.000 một cân nhá. Túi như thế này là 2 lạng, em ship từ 2 lạng nhé các bác. Khổ qua rừng, quả rừng, quả dại nhé các bác. Đây nó nhỏ nhỏ bé bé thế này rồi nhá. Nó không to như quả cái loại để nấu ăn. Đây cái này các bác lấy đi làm thuốc, cân 600.000 nhá, các cân 400.000 nhá, em xin lỗi. Đây ạ. Các bác lấy có thể là em sẽ đong vào túi này hoặc là em sẽ đong vào túi bóng bình thường đi nhá. Tại vì nếu mà lấy nhiều thì em không có cái túi to ấy. Đây ạ. Em xếp từ nửa cân nhá, 400.000 một cân ạ. Cái này lấy đi tắm cho các em bé rất là tốt này. Tiếp theo đây là trà cà gai leo, 150.000 một cân. Trà nhân trần cũng 150.000 một cân nhé các bác. Thông đất, thông đất là 150.000 một cân, đã phơi khô rồi nhé. Đây là tắc kè đá cốt tỏi bổ cây tròn, củ tròn, em xin lỗi, củ tròn phơi nó khô nó sẽ không vàng nhé, nó như này. Em thái cùng nhau cùng ngày nhưng mà lúc khô nó lại khác nhau. Rễ mú tần, bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực nhé các bác.
150.000 một cân. Bác nào lấy nhiều em đóng vào túi bóng đi nhá, vì cái túi này nó đựng được có nửa cân đấy. Sim khô ngâm rượu 100.000 một cân. À, quả mắc mật đặc sản Cao Bằng đã phơi khô rồi nhá, thơm dẻo như mứt 100.000 một cân. Nấm ngọc cầu, nấm tỏa dương 200.000 một cân ạ. Miến rong đặc sản Cao Bằng 100.000 một cân ạ. Cái này được làm thủ công nhá các bác, được quấn tay lại. Cái này làm hoàn toàn thủ công hết nhá. Miến này rất là ngon, ăn nó sẽ dai hơn miến bình thường một chút, bởi vì nó được làm 100% từ tinh bột rong ấy. Các bác được ăn mua của em nhiều chắc là cũng biết chất lượng rồi, em sẽ không nói nhiều nữa. Em bán 100.000 một cân nhé. Chào các bác, cảm ơn các bác đã dành thời gian xem video của em. Và các bác xem thì làm ơn cho em xin một like, và các bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ cho em bán nuôi con nhỏ về nhé. À các bác ơi, những cái bác mà gửi cây của em mua rồi xong gửi lại vườn từ năm ngoái ấy, thì em cũng xin phép là từ tuần sau em sẽ trả dần cho các bác nhé. Bởi vì em con nhỏ với lại nhà em mẹ em ốm nữa, thành ra em cũng không có thời gian để chăm ấy. Thì là em xin phép sẽ cắt nước rồi tuần sau em sẽ trả các bác nhé. Thì các bác sắp xếp thời gian nhận cây hộ em. Em chào các bác ạ.